Xem tuổi xông đất đầu năm cho người tuổi thân. Theo truyền thống, xông đất đầu năm là việc chủ nhà sẽ chọn một người làm nghi lễ bước vào nhà mình đầu tiên vào đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết. Một, tục xông đất xông nhà. Xông đất đầu năm là một tục lệ cực kỳ quan trọng đã có từ thời xa xưa. Để gia chủ có một năm hạnh phúc, may mắn và sung túc thì người được chọn để xông đất phải là người có tính khí vui vẻ, hào phóng. Hơn nữa, nếu có tài có đức, có tài sản thì càng tốt. Thời xưa chỉ có hai kiểu chọn người tốt vía xông đất ngày đầu năm. Một là những người làm quan, người có học, chọn người xông đất có tuổi hợp với tuổi chủ nhà. Hai là những người xông đất phải là người đàn ông trụ cột trong gia đình. Đối với những người dân lao động thì đơn giản hơn nhiều. Người được chọn xông đất phải khỏe mạnh, tốt tính và gia cảnh khấm khá, hòa thuận. Xem tuổi xông nhà 2017 cho gia chủ tuổi thân là chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2017 cũng cần tương sinh. 2. Xem chi tiết tuổi xông đất 2017 cho từng tuổi thân. Những người cầm tinh con khỉ thường rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Những người này có nhiệt huyết rất lớn. Họ thích tranh đấu nhưng giỏi che giấu đường đi nước bước của mình nên đối phương khó đoán, từ đó gặt hái được nhiều thành công. Người tuổi thân cũng rất đa tài, họ giỏi nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do tính chủ quan, hấp tấp, nóng vội nên họ thường gặp thất bại. Tuổi thân rất hợp với tuổi tỵ nhưng lại xung khắc với tuổi dần. Để gặp được nhiều may mắn trong năm mới, gia chủ tuổi thân hãy mời một người tuổi tân tỵ hoặc đinh tỵ đến xông đất. A. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi bính thân. Các tuổi xông đất tốt với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là Bính Thìn 1976 tốt, Mậu Thìn 1988 tốt, Tân Sửu 1961 tốt, Đinh Tỵ 1977 tốt, Kỷ Tỵ 1989 tốt, Nhâm Tý 1972 khá, Canh Tý 1960 khá, Quý Sửu 1973 khá, Tân Mùi 1991 khá, Mậu Tuất 1958 khá. Các tuổi xông đất xấu với gia chủ tuổi Bính Thân năm Đinh Dậu 2017 là Bính Thân 1956 xấu, Tân Tỵ 1941 xấu, Ất Sửu 1985 xấu, Bính Dần 1986 xấu, Đinh Mão 1987 xấu, Ất Hợi 1995 xấu, Giáp Tý 1984 xấu, Bính Tý 1996 xấu. B. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi Giáp Thân. Các tuổi xông đất tốt với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là Kỷ Tỵ 1989 tốt, Nhâm Tý 1972 tốt, Mậu Thìn 1988 tốt, Nhâm Ngọ 1942 khá, Quý Sửu 1973 khá, Kỷ Hợi 1959 khá, Bính Thìn 1976 khá, Quý Mùi 1943 trung bình, Mậu Tuất 1958 trung bình, Canh Thìn 1940 trung bình. Các tuổi xông đất xấu với gia chủ tuổi Giáp Thân năm Đinh Dậu 2017 là Đinh Mùi 1967 xấu, Quý Tỵ 1953 xấu, Mậu Tý 1948 xấu, Đinh Hợi 1947 xấu, Canh Tuất 1970 xấu, Nhâm Tuất 1982 xấu, Canh Ngọ 1990 xấu, Mậu Dần 1938 xấu, Ất Dậu 1945 xấu, Đinh Dậu 1957 xấu. C. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi Nhâm Thân. Các tuổi xông đất tốt với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là Đinh Tỵ 1977 tốt, Bính Thìn 1976 tốt, Canh Tý 1960 khá, Tân Sửu 1961 khá, Nhâm Thìn 1952 khá, Đinh Sửu 1937 khá, Đinh Hợi 1947 khá, Kỷ Dậu 1969 khá, Canh Ngọ 1990 khá, Tân Mùi 1991 khá. Các tuổi xông đất xấu với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là Canh Dần 1950 xấu, Mậu Tý 1948 xấu, Giáp Thân 1944 xấu, Quý Mùi 1943 xấu, Kỷ Hợi 1959 xấu, Mậu Tuất 1958 xấu, Đinh Dậu 1957 xấu, Ất Mùi 1955 xấu, Bính Ngọ 1966 xấu, Giáp Dần 1974 xấu. D. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi Canh Thân. Các tuổi xông đất tốt với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là Ất Tỵ 1965 khá, Mậu Thìn 1988 khá, Nhâm Thìn 1952 khá, Kỷ Sửu 1949 khá, Giáp Thìn 1964 khá, Nhâm Tý 1972 khá, Kỷ Tỵ 1989 khá, Mậu Tý 1948 khá, Nhâm Ngọ 1942 trung bình, Đinh Sửu 1937 trung bình. Các tuổi xông đất xấu với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là Bính Ngọ 1966 xấu, Tý Mão 1939 xấu, Mậu Dần 1938 xấu, Đinh Hợi 1947 xấu, Bính Tuất 1946 xấu, Mậu Thân 1968 xấu, Giáp Thân 1944 xấu, Tân Tỵ 1941 xấu, Ất Mùi 1955 xấu, Giáp Dần 1974 xấu. E. Xem tuổi xông nhà 2017 cho tuổi Mậu Thân. Các tuổi xông đất tốt với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là: Bính Thìn 1976 khá, Kỷ Sửu 1949 khá, Giáp Thìn 1964 khá, Ất Tỵ 1965 khá, Đinh Tỵ 1977 khá, Mậu Tý 1948 khá, Canh Thìn 1940 khá, Canh Tý 1960 khá, Tân Sửu 1961 khá, Mậu Thìn 1988 khá. Các tuổi xông đất xấu với gia chủ năm Đinh Dậu 2017 là: Quý Mùi 1943 xấu, Đinh Sửu 1937 xấu, Canh Dần 1950 xấu, Nhâm Dần 1962 xấu, Kỷ Hợi 1959 xấu, Giáp Ngọ 1954 xấu, Canh Thân 1980 xấu, Tân Dậu 1981 xấu, Nhâm Thân 1992 xấu, Tân Mão 1951 xấu.